Chuyện cổ tích về các nàng công chúa lạc quan, tự tin. Nhà xuất bản Văn học, nhà sách Đinh Tị. Chuyện về cô gái Sushi. Ngày xưa, có một gia đình nọ, có người cha và ba cô con gái sống rất hạnh phúc. Vợ ông đã mắc bệnh nặng và qua đời khi các con còn nhỏ. Các cô gái lớn lên đều rất xinh đẹp, đặc biệt là cô con gái út Sushi, được mọi người vô cùng yêu mến. Một hôm, có một con gấu biết nói tiếng người đến nhà và nói với người cha: "Con gái của người nhiều như vậy, hãy tặng cho ta một người làm vợ được không? Ta sẽ cho người một số tiền lớn. Nếu không, ta sẽ phá tan ngôi nhà này." Người cha nghe vậy rất lo sợ, nhưng bác lại không nỡ mất đi bất cứ người con gái nào. Buổi tối, bác nông dân nói chuyện này với các con gái. Hai người chị đều nói với em gái út: "Em xinh đẹp, đáng yêu vậy, hãy lấy con gấu đó đi nhé. Như vậy, chúng ta sẽ không bị đe dọa nữa." Sushi nghĩ ngợi một lát, cảm thấy rằng nếu cha và các chị có cuộc sống tốt đẹp thì mình cũng vui. Vì thế, nàng quyết định lấy con gấu. Vài ngày sau, con gấu đến và dẫn Sushi đi. Họ cứ thế đi về phía trước. Đi đến trước một ngọn núi lớn, con gấu gầm nhẹ một tiếng. Ngọn núi bỗng nứt ra một kẽ hở. Bên trong xuất hiện một tòa lâu đài sáng lấp lánh. Mỗi căn phòng trong tòa lâu đài đều sáng ánh đèn. Trên bàn còn bày rất nhiều thức ăn hấp dẫn. Sushi đói ngấu rồi, nàng ngồi xuống ăn uống ngon lành. Sau khi ăn no, nàng nằm lên trên chiếc giường vừa to vừa êm. Điều kỳ lạ là khi nàng trèo lên giường, tất cả ngọn đèn ở tòa lâu đài đều vụt tắt. Như vậy, Sushi sống thoải mái trong lâu đài đó. Chớp mắt mà vài tháng đã trôi qua rồi. Một buổi tối, Sushi không thể chợp mắt nổi. Do đó, nàng cầm cây nến đi khắp nơi trong tòa lâu đài. Nàng phát hiện cánh cửa một gian phòng còn mở, bèn bước vào. Trên giường là một chàng hoàng tử vô cùng tuấn tú. "Ôi, chàng mới nho nhã, anh Tuấn làm sao?" Lúc đó, nến chảy ra, ba giọt nến rơi vào áo hoàng tử. Hoàng tử tỉnh dậy, buồn bã nói: "Ôi, chúng ta không thể sống cùng nhau được nữa rồi. Ta trúng phép thuật của người mẹ kế, ban ngày là gấu, ban đêm mới trở lại thành người. Nếu một năm nàng không nhìn thấy khuôn mặt của ta, phép thuật sẽ được hóa giải. Nhưng bây giờ ta phải đến chỗ người mẹ kế để chọn và kết hôn với một nàng công chúa mũi dài xấu xí rồi." Sushi vô cùng hối hận. Nàng khóc lóc van nài hoàng tử cho nàng đi cùng, nhưng hoàng tử chỉ lắc đầu. "Vậy em làm sao có thể tìm được chàng?" Sushi vội vàng hỏi. Hoàng tử nói: "Nơi ta phải đến chính là phía đông của mặt trời, phía tây của mặt trăng." Buổi sáng hôm sau, khi Sushi tỉnh dậy, phát hiện mình đang nằm trong một khu rừng rậm. Hoàng tử không thấy đâu nữa, lâu đài cũng biến mất rồi. Sushi nghĩ đến lời của hoàng tử, quyết định đi tìm chàng. Lúc đó, một vị tiên nữ cầm một quả táo vàng bước đến. Sushi vội vàng hỏi: "Tiên nữ ơi, em muốn đi đến nơi phía đông của mặt trời, phía tây của mặt trăng, nên đi như thế nào ạ?" Tiên nữ nói: "Em hãy cưỡi lên ngựa này, đến ngọn núi bên kia thì hỏi người chị của ta nhé." Sushi cưỡi lên ngựa, đi cả một ngày, cuối cùng đến được chân núi. Một tiên nữ cầm quả cầu vàng bước đến. Sushi liền hỏi: "Tiên nữ ơi, em muốn đi đến nơi phía đông của mặt trời, phía tây của mặt trăng,
nên đi như thế nào ạ? Không ngờ tiên nữ này cũng nói giống như vị tiên nữ trước. Sushi lại cưỡi một con ngựa khác, rồi lại đi thêm một ngày nữa. Đến chân ngọn núi khác, Sushi đang định hỏi thì tiên nữ đã nói: "Em hãy đi tìm gió đông đi, nó sẽ nói cho em biết." Và như vậy, Sushi lại đến tìm hết ngọn gió này đến ngọn gió khác, từ gió đông bắc, gió tây, gió nam, nhưng chẳng ai biết được tung tích của hoàng tử. Cuối cùng, Sushi lại tìm đến gió bắc. Gió bắc vô cùng kiêu ngạo, khi nói nó toàn thổi ra khí lạnh buốt. Nó hét lên: "Ngươi đến đây làm gì?" Sushi dường như bị gió thổi lạnh cứng người. Nàng nói: "Tôi muốn đến phía đông của mặt trời và phía tây của mặt trăng." "Ồ, ta biết nơi nơi đó. Lần trước ta đã đưa một cành liễu đến đó." Gió bắc đắc ý nói: "Có điều, ta thề sẽ không đi đến nơi quỷ quái đó nữa. Thật làm ta mệt chết đi được." "Gió bắc tốt bụng ơi, xin hãy đem tôi đi với. Tôi cần phải tìm hoàng tử, cứu chàng thoát khỏi đó." Sushi van nài. Gió bắc nghĩ ngợi một lát, cuối cùng đành phải nhận lời. Ngày hôm sau, gió bắc để Sushi lên lưng nó. Sau đó cứ thổi mãi, đến khi bụng nó không thể to hơn được nữa. Lúc đó nghe tiếng bụp và nó bay lên. Gió bắc mang theo Sushi bay qua rừng sâu, bay vào tầng mây, bay nhiều đến nơi xa xôi. Họ đến đâu, ở đó cũng có bão nổi lên. Rất nhiều cây cối và nhà cửa đều bị sập đổ, nhưng gió bắc vẫn không ngừng thổi mãi, thổi mãi. Cuối cùng họ cũng bay ra biển. Gió bắc mệt đến nỗi sức lực yếu đi rất nhiều. Một lát sau, chân của Sushi chạm cả vào sóng biển. "Ngươi có sợ không?" Gió bắc hỏi nàng. Sushi kiên cường nói: "Chỉ cần được nhìn thấy hoàng tử, tôi chẳng sợ gì cả." Gió bắc vô cùng cảm động. Nó dùng sức lực cuối cùng của mình để đưa nàng đến một cung điện. Đến cung điện, Sushi nhìn thấy hoàng tử. Chàng đang nằm trên giường, gọi thế nào chàng cũng không tỉnh dậy. Sushi đau đớn oà khóc, nước mắt chảy xuống người hoàng tử. Chàng đột nhiên mở mắt, mỉm cười nhìn nàng. Để đối phó với bà mẹ kế và các nàng công chúa mũi dài xấu xí, hoàng tử đã nghĩ ra một cách. Chàng cố ý nhỏ vào áo mình rất nhiều sáp nến, sau đó nói với người mẹ kế: "Có rất nhiều công chúa mũi dài như vậy, con chẳng biết chọn ai. Ai có thể giặt được vết bẩn trên áo của con sẽ lấy nàng làm vợ." Các công chúa mũi dài xấu xí nghe thấy vậy, nghĩ thầm đó là việc quá đơn giản, lập tức tranh cướp chiếc áo mang đi giặt. Nhưng cho dù các công chúa mũi dài xấu xí đó ra sức giặt thế nào, cho bao nhiêu xà phòng, sáp nến trên cái áo vẫn không hết. Người mẹ kế nghe nói bên ngoài cung điện có một cô gái tên là Sushi rất thông minh, liền cho người gọi cô đến thử xem sao, để lừa gạt hoàng tử. Sushi nhanh chóng có cách giặt sạch chiếc áo dính sát cho hoàng tử. Lúc đó, hoàng tử bước đến và nói: "Chiếc áo đó là do người con gái này giặt sạch. Theo quy định, nàng sẽ là vợ của ta." Người mẹ kế và các công chúa mũi dài xấu xí nghe thấy vậy rất tức giận, vỗ vào bụng mình. Không ngờ càng vỗ bụng họ càng to, và cuối cùng đành một tiếng, bụng họ vỡ thành trăm mảnh. Từ đó chẳng ai nhìn thấy những cô công chúa mũi dài xấu xí và mẹ kế đâu nữa. Hoàng tử và Sushi kết hôn và chung sống hạnh phúc trọn đời. Công chúa thứ 7. Ngày xưa có một vị quốc vương lấy một hoàng hậu vô cùng xinh đẹp. Ngài rất lo lắng hoàng hậu sẽ bị người xấu cướp đi, nên đã để nàng ở trong một cung điện nguy nga, lộng lẫy.
không cho phép bất cứ ai đến gần nàng. Hoàng hậu vô cùng buồn chán, ngày nào nàng cũng đứng trước cửa sổ, nhìn ra ngọn núi phía xa và ngắm đàn chim nhỏ trên bầu trời. Năm đó, hoàng hậu sinh đôi được hai bé gái, hai nàng công chúa nhỏ xinh xắn giống như ánh bình minh. Quốc vương vô cùng vui mừng, liền hỏi nàng: "Hoàng hậu yêu quý, nàng muốn có món quà gì nào?" Hoàng hậu nhìn thấy bãi cỏ xanh mướt phía xa, vui vẻ nói: "Quốc vương ơi, ngài hãy tặng cho thần thiếp mùa xuân nhé." Quốc vương lập tức triệu tập những người làm vườn giỏi nhất để mang những mầm cây, ngọn cỏ, đóa hoa đẹp về trồng xung quanh cung điện. Quốc vương nói với hoàng hậu: "Nàng nhìn kìa, đây chính là mùa xuân của nàng, thật là đẹp." Hoàng hậu nhìn ngắm rồi lặng lẽ thở dài. Năm sau, hoàng hậu lại sinh đôi được hai bé gái nữa, hai công chúa thuần khiết như hai giọt sương mai buổi sớm. Quốc vương lại vui mừng hỏi: "Hoàng hậu của ta nên tặng cho nàng món quà gì nào?" Hoàng hậu nhìn thấy dòng nước chảy trong khe suối bèn nói: "Hãy tặng dòng suối cho thiếp nhé." Quốc vương lập tức triệu tập những người nông dân, sai họ dẫn nước từ biển vào cung điện, làm thành những thác nước to nhỏ khác nhau. Quốc vương lại nói với hoàng hậu: "Nàng nhìn kìa, nàng hãy nhìn những thác nước đặc biệt kia đi." Hoàng hậu nhìn thấy, cúi đầu không nói câu nào. Năm thứ ba, hoàng hậu lại sinh đôi hai bé gái nữa, hai công chúa xinh xắn, hồng hào, giống như hoàng hôn buổi chiều. Quốc vương cảm thấy vô cùng vui mừng, lại hỏi nàng: "Hoàng hậu của ta ơi, ta có thể tặng cho nàng món quà gì?" Hoàng hậu nghe thấy tiếng ồn ào trong chợ, liền nói: "Hãy tặng thân dân cho thiếp nhé." Quốc vương nghe thấy vậy, lại gọi những người thổi kèn trong hoàng cung đến, sai họ ra chợ tìm dân chúng cho hoàng hậu. Không bao lâu sau, 6 cô gái thật thà nhất được dẫn về. Quốc vương hài lòng nói: "Nàng nhìn kìa, thần dân vô cùng thật thà, giỏi giang của nàng đấy." Hoàng hậu lặng lẽ rơi nước mắt, giao 6 công chúa nhỏ cho 6 người hầu gái đó chăm sóc. Như vậy, mỗi công chúa đều có bảo mẫu của riêng mình. Năm thứ tư, hoàng hậu lại sinh hạ được một bé gái. Công chúa út nhỏ bé, da đen, nhìn rất xấu xí. Quốc vương lại hỏi hoàng hậu: "Lần này, nàng muốn ta tặng nàng món quà gì nào?" Hoàng hậu ngẩng đầu lên, đúng lúc đó nhìn thấy một con chim bồ câu vừa bay qua bầu trời, liền nói: "Hãy tặng thiếp những chú chim nhé." Quốc vương lập tức sai thị vệ vào rừng tìm bắt chim mang về. Hoàng hậu nhìn thấy bên cạnh ngài không còn thị vệ nào nữa, bèn hỏi: "Quốc vương kính mến, các công chúa của chúng ta bây giờ vẫn còn ở trong giường của chúng. Thiếp vẫn được ngồi ở vị trí của hoàng hậu, nhưng sẽ có một ngày giường nhỏ sẽ trống không, thiếp cũng sẽ rời xa vị trí đó. Vậy lúc đó, trong 7 người con gái, ai sẽ được ngồi vào vị trí hoàng hậu đó ạ?" Quốc vương chưa biết sẽ trả lời thế nào thì thị vệ đã bắt được 2 con chim mang về. Lúc này, quốc vương nhìn thấy con chim bồ câu sợ hãi đến nỗi rụt cái đầu tròn nhỏ của nó vào trong đôi cánh. Rồi ngài lại nhìn con thiên nga với cái cổ dài, nói: "Sau này, công chúa nào có mái tóc dài nhất thì người đó sẽ được ngồi vào vị trí của hoàng hậu." Sau khi quốc vương đi khỏi, hoàng hậu gọi 6 bảo mẫu đến bên và đặc biệt nhắc nhở: "Các ngươi phải chăm sóc các công chúa thật chu đáo, cần gội đầu, chải tóc, buộc gọn cho các công chúa nhỏ, không được bất cẩn. Về sau, có lẽ các ngươi sẽ sống dựa vào hoàng hậu tương lai đấy. Vì công chúa nào có mái tóc dài nhất
thì sẽ được trở thành hoàng hậu. Từ đó về sau, các bảo mẫu chăm sóc các công chúa càng cẩn thận hơn. Vào những ngày thời tiết đẹp, các bảo mẫu dẫn các công chúa ra giếng nước xung quanh, nở rất nhiều hoa đẹp để gội đầu. Sau khi gội xong, họ chải tóc cho các công chúa dưới ánh sáng mặt trời. Chải cho đến khi mái tóc vàng của các nàng ánh lên lấp lánh. Cuối cùng, các bảo mẫu lại tết tóc các công chúa lại thành bím dài và cài vào một bông hoa tươi thắm. Sáu bảo mẫu mất rất nhiều công sức với mái tóc của các công chúa. Cho dù sáu nàng công chúa chạy đi đâu, họ cũng mang theo ô đi theo sau. Các công chúa cảm thấy rất buồn vì từ trước tới giờ họ chưa bao giờ được chơi đùa tự do. Công chúa thứ bảy không có bảo mẫu, nàng được hoàng hậu tự tay chăm sóc. Mọi người chưa bao giờ được nhìn thấy mái tóc của nàng vì đầu của nàng luôn được quàn bằng chiếc khăn màu đỏ. Nàng cũng chưa bao giờ ra giếng gội đầu, phơi tóc dưới ánh sáng mặt trời. Nàng càng không có bím tóc dài. Sáu bảo mẫu thường ngồi với nhau và bàn tán to nhỏ. Các chị em nói xem, tóc của công chúa út dài như thế nào nhỉ? Tôi đoán chắc là giống hoàng hậu, vừa dài, vừa đen, vừa mượt. Thế thì tôi nguy mất. Vậy các cô công chúa của chúng ta thì làm thế nào? Không được, không thể ngồi yên như vậy được. Cần phải nhanh chóng chỉnh lại mái tóc của công chúa mới được. Nói xong, sáu bảo mẫu vội vàng đi tìm các công chúa của họ. Năm đó, các công chúa đều trưởng thành. Một hôm, bỗng nhiên có một nhân vật rất thần bí đến hoàng cung. Chàng mặc chiếc áo choàng bằng vàng. Khi cởi ra, chiếc áo choàng đó có thể phủ khắp đại điện. Chiếc mũ của chàng có gắn một chiếc lông chim bằng vàng. Chiếc lông chim đó cao đến nỗi có thể chạm đến trần nhà. Có điều, người hầu đi theo chàng lại ăn mặc vô cùng rách rưới. Quần áo rách nát, đôi giày của anh ta còn há miệng rất to. Quốc vương vui mừng nói: "Chào mừng chàng đến cung điện của ta, hoàng tử thế giới." Nhưng hoàng tử thế giới không đáp lại câu chào của quốc vương. Chàng mím môi, cụp mắt xuống, không biết đang nghĩ ngợi gì. Lúc đó, người hầu đi theo hoàng tử nói: "Đa tạ quốc vương." Nói xong, anh người hầu còn nhiệt tình nắm lấy tay của quốc vương. Quốc vương cảm thấy rất kỳ lạ, liền hỏi: "Lẽ nào hoàng tử không biết nói sao?" "Có lẽ... có thể chưa có ai nghe thấy chàng nói. Có điều thế giới luôn chứa đựng những điều kỳ bí và những người kỳ lạ. Quốc vương nói xem có phải như vậy không ạ?" Người hầu phân bua. Quốc vương cảm thấy lời nói của người hầu rất có lý. Nhưng tại sao hoàng tử lại đột nhiên đến nơi này? Hóa ra, hoàng tử thế giới muốn tìm một công chúa làm vợ. Điều này khiến quốc vương cảm thấy khó nghĩ. Vì ngài có 7 người con gái, nên gả người con gái nào cho chàng đây? Quốc vương cho người gọi 7 công chúa đến. Một lát sau, phía sau mỗi công chúa là một bảo mẫu đang nâng mái tóc dài của các nàng, đắc ý bước vào trong. Còn công chúa thứ 7 thì vẫn đội chiếc khăn đỏ trên đầu và chạy đến một mình. Hoàng tử thế giới vẫn cụp mắt xuống, chẳng nhìn ai cái nào. Quốc vương gọi đến hoàng cung thợ may giỏi nhất, rồi bảo anh ta lấy cây thước dài của mình lần lượt đo mái tóc của từng công chúa. Ngài còn nói: "Công chúa có mái tóc dài nhất sẽ được gả cho hoàng tử thế giới." Các bảo mẫu nghe thấy vậy vô cùng vui mừng, vội vàng thả mái tóc của các công chúa xuống. Các mái tóc đó vừa thả xuống đã chạm đất. Người thợ may đo mãi, cuối cùng đã đo xong mái tóc của 6 công chúa, rồi khó khăn nói: "Điều này thật mừng,
nhưng cũng thật đáng tiếc, mái tóc của 6 nàng công chúa đều dài bằng nhau. Ồ, nếu mái tóc con gái út của ta cũng dài như các chị nó thì làm thế nào? Quốc vương vô cùng lo lắng. Không ngờ công chúa nhỏ lên tiếng nói: Cha yên tâm ạ, mái tóc của con không dài bằng các chị đâu. Nói xong, nàng bỏ chiếc khăn đỏ đội đầu ra. Trời ơi, tóc của công chúa thứ 7 ngắn như tóc của con trai. Quốc vương ngẩn người một lúc, nhưng công chúa thứ 7 lại vui vẻ nói: Hàng ngày, con và mẹ ngắm mặt trời trên mái nhà, thế là mẹ lại dùng kéo cắt một ít tóc của con. Lẽ nào mẹ không nói với con rằng chỉ có ai có mái tóc dài nhất mới được làm hoàng hậu sao? Quốc vương hỏi lại. Công chúa thứ 7 lại cười đáp: Nhưng con không muốn làm hoàng hậu mà. Sau đó, 6 nàng công chúa cứ thế sống với mái tóc vừa dài vừa nặng của mình cho đến lúc già. Hoàng tử thế giới với đôi mắt luôn cụp xuống đi nơi khác để tìm vợ, nhưng chàng luôn cụp mắt xuống nên chẳng biết có tìm được vợ không. Công chúa thứ 7 đáng yêu lại đội chiếc khăn màu đỏ đó vào đầu và chạy nhảy vui vẻ trên bãi cỏ. Còn anh người hầu nhìn thấy công chúa thứ 7 thì đã rất yêu mến nàng. Anh muốn mãi mãi được ở cạnh công chúa thứ 7. Công chúa Ếch Xanh. Ngày xưa có một vị quốc vương già, ngài có 3 người con trai. 3 chàng hoàng tử đều vô cùng tuấn tú, họ biết cưỡi ngựa, đi săn, đặc biệt là bắn cung rất giỏi. Cho dù chim bay ở chỗ nào, họ đều ngắm bắn rất chuẩn. Một hôm, quốc vương gọi 3 người con đến và nói: Các con yêu quý, cha đã già rồi, các con cũng đã trưởng thành, cha rất muốn lấy vợ cho các con. Thưa cha muốn chúng con lấy ai ạ? Ba chàng hoàng tử hỏi. Mỗi người các con hãy cầm một mũi tên và cây cung đến thảo nguyên phía trước. Mũi tên của con bắn ra nơi nào thì các con sẽ lấy vợ ở nơi đó. Quốc vương trả lời. Bà hoàng tử cầm theo cung tên bước đến thảo nguyên. Hoàng tử cả bắn mũi tên về phía đông và lấy được con gái của vị quý tộc. Hoàng tử thứ 2 bắn mũi tên về phía nam và lấy được con gái của thương nhân. Hoàng tử út đành bắn mũi tên về hướng tây, vì phía bắc chính là hoàng cung của họ rồi. Nhưng mũi tên không biết bay đến nơi nào mà chẳng thể tìm thấy. Hoàng tử út tìm mũi tên khắp nơi, chàng đến bên rừng cây lớn, cuối cùng tìm thấy mũi tên trong đầm nước. Chàng định giơ tay ra nhặt mũi tên thì phát hiện có một con ếch đang ngậm mũi tên và ẩn mình dưới nước. Không còn cách nào khác, hoàng tử út đành mang theo con ếch và mũi tên về cung. Quốc vương vô cùng vui mừng, không ngờ 3 người con của ngài lại nhanh chóng tìm được vợ của mình như vậy. Do đó, ngài nói với các con: Ta muốn xem trong số người vợ của các con, ai thêu thùa, đàn lát giỏi nhất. Ngày mai, các con hãy mang một chiếc áo đến đây tặng ta nhé. Hoàng tử cả và hoàng tử thứ 2 nghe xong, vui mừng trở về nhà, vì họ tin rằng người vợ của họ chắc chắn có đôi bàn tay khéo léo. Chỉ có hoàng tử út là không vui chút nào. Hoàng tử vừa bước vào cửa, ếch xanh liền nhảy đến trước chân chàng, quan tâm hỏi: Sao nhìn chàng không vui thế? Phụ vương sai mỗi nàng dâu tặng cho cha một chiếc áo, ngày mai phải mang đến rồi. Nhưng nàng không có đôi tay thì làm sao mà đan áo chứ? Hoàng tử út buồn bã nói. Ếch xanh nói: Chàng yên tâm, chuyện này hãy giao cho em. Hoàng tử út cho rằng ếch xanh đang khoác lác, chẳng thèm để ý
mà lên giường nằm ngủ. Đêm đến, ếch xanh nhảy ra ngoài cửa, trút bỏ tấm da ếch, lập tức biến thành một cô gái xinh đẹp. Nàng vỗ vỗ tay và nói: "Bà phù thủy ơi, trước khi trời sáng, hãy chuẩn bị cho cháu một chiếc áo thật đẹp nhé." Sáng hôm sau, hoàng tử Út tỉnh dậy, thấy cạnh giường đã để một chiếc áo gấp cẩn thận và thêu thùa rất tinh xảo, tỉ mỉ. Chàng vui mừng cầm lấy nó, rửa mặt mũi chân tay rồi chạy ngay vào cung, dâng lên cho quốc vương. Lúc đó, quốc vương cũng đang xem chiếc áo của hoàng tử cả mang đến. Ngài chỉ liếc nhìn rồi nói: "Chiếc áo này chỉ có thể mặc trong căn phòng u ám thôi." Ngài lại xem chiếc áo trên tay của hoàng tử thứ hai và nói: "Chiếc áo này chỉ có thể mặc trong căn phòng thay đồ thôi." Cuối cùng, quốc vương nhìn thấy chiếc áo trên tay hoàng tử Út. "À, chiếc áo này thật đẹp." Quốc vương thốt lên. "Chiếc áo này rất thích hợp mặc trong ngày lễ hội." Hoàng tử cả và hoàng tử thứ hai sau khi về nhà đều kể chuyện kỳ lạ này với vợ. Họ bàn bạc lần sau nhất định sẽ thắng người vợ ếch của hoàng tử Út. Không bao lâu, quốc vương lại gọi ba người con đến và nói: "Hãy bảo vợ các con nướng cho ta một chiếc bánh mì. Ngày mai hãy mang đến đây, ta muốn biết nàng dâu nào đảm đang nhất." Hoàng tử cả và hoàng tử thứ hai vui mừng trở về nhà, chỉ có chàng Út là vô cùng lo lắng. Hoàng tử Út buồn bã trở về nhà. Ếch xanh nhìn thấy thế lại hỏi: "Chàng có chuyện gì mà buồn thế?" Hoàng tử Út nói: "Phụ vương sai mỗi nàng dâu nướng cho cha một chiếc bánh mì, ngày mai mang đến. Nhưng đến tay nàng cũng không có, thì làm sao mà nướng bánh chứ?" Ếch xanh nói: "Đừng lo, hãy để em giải quyết việc này nhé." Đã có bài học lần trước, lần này hai người chị dâu sai một bà lão đi rình trộm ếch xanh nướng bánh thế nào. Ếch xanh sớm biết có người nhìn trộm mình, vì thế đã chuẩn bị bột từ trước, lại mở sẵn bếp lò. Nàng cố ý đổ tất cả phần bột đó vào trong lò. Bà lão nhìn thấy tất cả, vội vàng chạy về nói cho hai người chị dâu biết. Do đó, họ làm theo cách của ếch xanh nướng bánh mì. Ếch xanh biết bà lão đã bỏ đi, liền nhảy ra khỏi cửa, trút bỏ da ếch, lập tức biến thành một cô gái xinh đẹp. Nàng vỗ vỗ tay và nói: "Bà phù thủy ơi, ngày mai trước khi trời sáng, bà hãy nướng cho cháu một chiếc bánh mì vừa thơm vừa mềm nhé." Sáng hôm sau, hoàng tử Út tỉnh dậy, trên bàn đã đặt sẵn chiếc bánh mì, bên trên còn trang trí các hoa văn và hoa quả đẹp mắt. Hoàng tử Út vô cùng vui mừng, vội vàng dùng khăn bọc lại và mang vào hoàng cung dâng lên quốc vương. Lúc này, quốc vương đang tức giận vì chiếc bánh mì đen xì mà hoàng tử cả và hoàng tử thứ hai mang đến, liền hạ lệnh mang chúng đến phòng kẻ hầu người hạ. Khi quốc vương nhìn thấy chiếc bánh mì trên tay của hoàng tử Út, ngài vui mừng reo lên: "Đúng rồi, đây mới là món ăn ăn trong dịp lễ Tết chứ." Cuối cùng, quốc vương đưa ra yêu cầu với ba hoàng tử: "Tối mai dẫn theo vợ của mình đến tham gia yến tiệc." Lần này, hoàng tử Út vô cùng đau khổ vì vợ chàng chỉ là một con ếch. Vừa về đến nhà, ếch xanh đã hỏi: "Sao chàng lại buồn bã thế? Bánh mì có ngon không ạ?" Hoàng tử Út cười buồn nói: "Bánh mì làm ngon lắm, nhưng phụ vương lại bảo ta tối mai dẫn theo vợ đến tham dự yến tiệc. Nàng làm sao có thể tham dự yến tiệc cơ chứ?" Ếch xanh nói: "Đừng lo, tối mai chàng hãy đến một mình trước, em đến muộn muộn một chút. Khi chàng nghe thấy tiếng ầm ầm như tiếng sấm thì đừng sợ. Nếu mọi người hỏi
chàng hãy bảo rằng người vợ ếch xanh của chàng ngồi trong chiếc hộp đã đến. Buổi tối hôm sau, hai người anh dẫn theo người vợ xinh đẹp của mình đến dự bữa tiệc từ sớm. Chỉ có hoàng tử Út là đến một mình. Hai người anh cười nhạo chàng: "Vợ ếch xanh của em đâu rồi? Lẽ nào dùng khăn bọc lại rồi?" Hoàng tử Út giả vờ như không nghe thấy, không nói gì với họ. Khi mọi người đang chuẩn bị dùng bữa, bỗng nhiên ở bên ngoài vọng đến tiếng động ầm ầm như tiếng sấm. Mọi người đều vô cùng kinh ngạc, thầm nghĩ thời tiết đẹp thế này làm sao có mưa gió, sấm chớp được. Hoàng tử Út vội vàng nói: "Đó là người vợ ếch xanh của em ngồi trong chiếc hộp đã đến." Lúc đó, một cỗ xe sang trọng bằng vàng, sáng lấp lánh do 6 con ngựa kéo đã dừng trước cửa cung điện. Một lát sau, từ trên xe bước xuống một cô gái xinh đẹp. Cô mặc bộ váy áo vô cùng rực rỡ và bước vào đại điện. Mọi người đều trầm trồ trước vẻ đẹp của cô gái. Hai người chị dâu còn thì thào to nhỏ, cho đến khi họ nhìn thấy nàng bước đến bên cạnh hoàng tử Út và ngồi xuống, họ mới hiểu, hóa ra đây chính là người vợ ếch xanh. Thực ra, người vợ ếch xanh chính là một nàng công chúa nước láng giềng. Vì quá nghịch ngợm nên cha nàng đã nhờ một phù thủy trông coi nàng. Công chúa rất thích biến thành ếch để hù dọa người khác và thường bảo bà phù thủy biến mình thành ếch xanh. Bây giờ nàng vừa nho nhã vừa xinh đẹp, chẳng ai còn dám cười nhạo nàng nữa. Hoàng tử Út thấy người vợ của mình xinh đẹp, đoan trang như vậy nên cảm thấy vô cùng tự hào và hạnh phúc. Công chúa Ong Mật. Ngày xưa, có một nàng công chúa Ong Mật rất xinh đẹp. Nhan sắc của nàng lan xa đến nỗi ngay cả những người ở nơi xa xôi nhất cũng nghe nói đến. Bây giờ, công chúa Ong Mật đã 15 tuổi rồi. Rất nhiều hoàng tử ở các nước đều yêu mến nàng. Nhưng công chúa Ong Mật chẳng để ý đến ai cả. Nàng chỉ thích có một chàng trai tên là George. Một hôm, công chúa Ong Mật đi dạo một mình bên hồ nước. Khi thấy mệt, nàng bèn nằm xuống bãi cỏ xanh mướt, ngủ một giấc ngon lành. Mái tóc vàng óng như sóng biển của nàng dưới ánh sáng mặt trời càng thêm đẹp. Lúc đó, một người lùn cưỡi con quạ đen lặng lẽ bay qua. Sau ông ta còn có cả một đám người lùn nữa. Đám người lùn này trông bộ dạng rất kỳ quái. Họ có bộ râu bạc trắng, cái mũ nhọn hoắt, trên bụng thắt dây lưng bằng da, trên thắt lưng còn dắt một cái rìu sắt. Họ đi lại bằng cách nhảy nhót và lộn nhào. Lúc này họ đang vây quanh công chúa Ong Mật và bàn tán xôn xao. "Này, tôi nói không sai phải không? Công chúa đẹp nhất trên thế giới đang nằm ngủ bên hồ." Người lùn cưỡi con quạ đen vuốt bộ râu bạc hào hứng nói. Các người lùn khác vội vàng đáp: Đúng đấy, trên thế giới còn ai có thể so với sắc đẹp của công chúa Ong Mật chứ?" "Được rồi, chúng ta đi chặt hai cây thông làm chiếc cáng và khiêng công chúa Ong Mật về nhé." Người lùn cưỡi con quạ đen lại nói: "Trên cáng nên phủ một ít rêu và lá cây, như vậy công chúa mới ngủ thoải mái." Một người lùn vội vàng hét lên. Mọi người thấy ý kiến này không tồi nên vui vẻ đi làm việc. Không bao lâu, cái cáng đã làm xong. Những người lùn đặt công chúa đang ngủ ngon lên cáng và khiêng về phía ngọn núi. Hóa ra, những người lùn này là người của vương quốc người lùn. Quốc vương của họ là Lốc. Nghe nói đến sắc đẹp của công chúa Ong Mật, rất muốn cưới nàng làm vợ. Vì thế, sai mấy người lùn đến bắt nàng về. Những người lùn khiêng công chúa bước vào vương quốc người lùn. Quốc vương Lốc Kè vội vàng chạy đến, vui mừng nói: "Ôi, chào mừng nàng, công chúa Ong Mật xinh đẹp."
Một người lùn vội vàng kéo ống tay áo của công chúa. Công chúa ong mật tỉnh dậy, nhìn thấy quanh mình toàn là những người lùn xấu xí thì vô cùng sợ hãi. Nàng van xin: "Tôi xin các ông hãy thả tôi ra." Quốc vương Lốc Ke đương nhiên không đồng ý, vì đám người lùn khó khăn lắm mới hoàn thành ý nguyện của ông. Công chúa ong mật đành phải ở lại vương quốc người lùn. Nhưng nàng không biết mình bước vào đây bằng cách nào và đi ra bằng cách nào. Có điều công chúa ong mật lạc quan, luôn tự nhủ: "Chàng Róc Rơ sẽ đến đây cứu mình ra. Chàng Róc Rơ sẽ đến đây cứu mình ra." Từ khi công chúa ong mật mất tích, Róc Rơ luôn đi tìm nàng. Mặc dù Róc Rơ đã đi tìm rất nhiều nơi nhưng vẫn không tìm ra một chút tin tức nào liên quan đến công chúa ong mật cả. Vì thế, ngày nào chàng cũng không ngừng tìm kiếm, tìm mãi, tìm mãi. Chớp mắt mà đã 7 năm trôi qua. Một hôm, Róc Rơ bước vào một hang động thần bí. Chàng đi mãi, đi mãi. Bỗng, nghe thấy tiếng cạch. Phía trước xuất hiện một cánh cửa bằng sắt rất lớn. Bên trong cánh cửa có ánh sáng rọi tới. Lúc đó, một người lùn, đầu đội vương miện, tay cầm trượng vàng bước ra, theo sau là đám lính người lùn. Người đội vương miện hỏi: "Người là ai? Đến đây làm gì?" Róc Rơ nói: "Tôi đi tìm người yêu thương của mình. Nàng ấy tên là công chúa ong mật. Nàng đã mất tích 7 năm rồi." "Ta là quốc vương Lốc Ke." Quốc vương bình tĩnh nói: "Công chúa ong mật ở đây. Ta sẽ sai người cho gọi công chúa ra đây và hỏi nàng có muốn đi cùng ngươi không. Nếu nàng không muốn thì ngươi không được đến đây nữa." Không bao lâu, công chúa ong mật mặc một bộ váy lộng lẫy, mái tóc vàng óng ả bước ra ngoài. Vừa nhìn thấy Róc Rơ, nàng liền chạy ngay đến và òa khóc nức nở. Quốc vương Lốc Ke buồn bã hỏi: "Công chúa ong mật, anh ta chính là người nàng muốn lấy ư?" "Đúng vậy thưa quốc vương Lốc Ke, tôi biết là Róc Rơ sẽ tìm thấy tôi mà." Công chúa ong mật vui mừng nói. Quốc vương Lốc Ke biết rằng công chúa ong mật chẳng thích ngài một chút nào. Ngài cũng không muốn giam cầm một công chúa xinh đẹp, đáng yêu như vậy. Vì thế, ngài quyết định thả công chúa ong mật ra. Quốc vương Lốc Ke lấy ra một chiếc nhẫn sáng lấp lánh, nói với công chúa ong mật: "Đây là chiếc nhẫn thần, ta tặng nó cho nàng. Cho dù bất cứ lúc nào và ở bất kỳ nơi đâu, nó đều có thể đưa nàng và người yêu nàng trở lại vương quốc ngồi lùn của chúng ta. Và nàng cũng sẽ được nó giúp đỡ mọi điều." Công chúa ong mật không hề oán trách quốc vương Lốc Ke. Nàng vui vẻ nhận chiếc nhẫn, còn cảm ơn quốc vương vì suốt 7 năm qua đã chăm sóc cho nàng. Sau đó, nàng cùng Róc Rơ trở về nhà, bắt đầu một cuộc sống mới hạnh phúc. 12 công chúa khiêu vũ. Ngày xưa, có một vị quốc vương. Ngài có 12 người con gái vô cùng xinh đẹp. 12 công chúa đều sống cùng với nhau trong một căn phòng rộng. Buổi tối, sau khi đi ngủ, cửa phòng đều bị khóa chặt. Nhưng mỗi buổi sáng thức dậy, quốc vương đều phát hiện ra giày của các công chúa đều bị mòn rách, giống như cả đêm họ không ngủ mà đi nhảy múa vậy. Quốc vương nghĩ rằng chuyện này thật kỳ lạ, liền dán cáo thị khắp toàn quốc. Ai có thể lý giải được bí mật này của các công chúa thì sẽ được lấy một nàng công chúa làm vợ, trong tương lai có thể được thừa kế ngôi vị. Tuy nhiên, nếu trong 3 ngày mà không điều tra ra được nguyên nhân rõ ràng thì sẽ bị chặt đầu. Mọi người xem cáo thị và đều nghĩ đó là một câu chuyện hết sức đơn giản. Do vậy, tấp nập chạy đến hoàng cung thử một lần để giành lấy tương lai sáng lạn cho mình. Nhưng kết quả là những người bước vào trong cung đến sáng ngày hôm thứ 4 luôn bị đem ra chặt đầu. Sau đó,
chẳng có ai dám thử giải bí mật đó nữa. Hôm đó, một người lính trẻ vừa xuất ngũ đang đi lang thang trong rừng. Một bà lão bước đến và hỏi: "Chàng trai, chàng định đi đâu đấy?" Người lính đáp: "Cháu chẳng có nhà để về, cháu cũng không biết mình định đi đâu nữa." Tiếp đó, anh lại cười nói: "Có lẽ cháu nên đến hoàng cung thử giải bí mật của các công chúa xem sao. Biết đâu tương lai lại có thể làm quốc vương." Bà lão nghe thấy vậy, mỉm cười nói: "Điều này thì có gì khó, chỉ cần cháu không uống rượu mà các công chúa đưa cho. Khi công chúa sắp rời đi, cháu giả vờ ngủ say là được." Người lính kinh ngạc, vội vàng nói: "Bà ơi, bà đừng đùa cháu thế, cháu không muốn bị chặt đầu đâu." Lúc này, trên tay bà lão bỗng hiện ra một chiếc áo khoác đặc biệt. Bà lão nói: "Cháu khoác chiếc áo này lên người, như vậy không ai có thể nhìn thấy cháu cả, vì đây chính là chiếc áo tàng hình." Nói xong, bà lão tặng chiếc áo khoác cho người lính. Người lính vô cùng vui mừng và cảm ơn bà lão, quyết định đi tìm kiếm vận may xem sao. Quốc vương nghe nói có một người muốn được giải bí mật của các công chúa thì vô cùng vui mừng. Ngài tiếp đón người lính long trọng, sau đó dẫn anh vào gian phòng gần sát phòng của các công chúa. Đến tối, công chúa cả bưng đến cho người lính một cốc rượu nho. Anh lính nhân lúc công chúa không chú ý, liền đổ cốc rượu đi. Một lát sau, anh nằm trên giường, giả vờ ngủ say, còn cố ý ngáy thật to để các công chúa nghe thấy nữa. Các công chúa nghe thấy tiếng ngáy của người lính đều vui vẻ cười ồ lên. Tiếp đó, họ vội vàng nhảy từ trên giường xuống, lấy ra bộ váy áo lộng lẫy nhất và trang điểm thật đẹp. Lần này, công chúa Út nói: "Em cứ thấy lo lắng thế nào ấy, sẽ có chuyện bất hạnh xảy ra với chúng ta hay không?" "Không thể nào," công chúa cả đáp một cách chắc chắn. "Nhiều người muốn giải bí mật của chúng ta đều đã bị chặt đầu rồi. Người này cũng không ngoại lệ đâu." Công chúa cả trang điểm xong, lại đến xem người lính ngủ thế nào. Anh ta ngủ say đến nỗi nước miếng còn rớt cả ra ngoài. Các công chúa đều đã yên tâm. Công chúa cả bước đến trước giường mình, gõ bên mép giường. Cái giường lập tức chìm dần xuống. Từng người họ bước vào trong hầm. Người lính giả vờ ngủ nên anh nghe rõ tất cả. Anh vội vàng khoác chiếc áo tàng hình mà bà lão đã tặng anh, rồi cùng các công chúa đi xuống hầm. Khi bước xuống cầu thang, anh không cẩn thận dẫm vào bộ váy của công chúa Út đi sau cùng. Công chúa Út liền hỏi: "Ai dẫm lên váy của tôi đây?" Công chúa cả nói: "Em đừng có mà nghi ngờ này nọ nữa, chắc chắn váy bị chiếc đinh trên tường móc vào thôi." Các công chúa bước đến một rừng cây bạc. Lá của mỗi cây ở đây đều bằng bạc, tỏa ra ánh sáng lấp lánh. Người lính nhìn thấy vậy, nghĩ thầm: "Mình phải mang cái này về làm chứng cớ mới được." Do đó, anh đưa tay ra bẻ một cành cây nhỏ. Cành cây phát ra tiếng rắc. Công chúa Út lại nói với các chị: "Có tiếng gì vậy nhỉ?" Công chúa cả lại nói: "Âm thanh đó nhất định là do các hoàng tử gây ra. Chỉ có họ mới chào đón chúng ta như vậy thôi." Một lát sau, các công chúa lại bước đến một rừng cây nhỏ bằng vàng. Lá cây đều bằng vàng và tỏa ra ánh sáng chói mắt. Người lính vội vàng bẻ một cành cây bằng vàng đó, và cành cây lại kêu rắc một tiếng. Công chúa Út lại hỏi các chị: "Có tiếng gì vậy nhỉ?" Công chúa cả chán nản đáp: "Đó chắc chắn là tiếng của các hoàng tử tạo ra." Chưa đi được bao lâu, các công chúa lại bước đến một khu rừng sáng lung linh. Mỗi chiếc lá trên cây đều được làm từ đá quý. Người lính lại bẻ một cành cây lại phát ra tiếng rắc. Công chúa Út lại hỏi các chị:
Các chị thực sự không nghe thấy tiếng động đó sao? Nhưng các chị nàng không buồn trả lời câu hỏi của nàng nữa. Cuối cùng, các công chúa cũng đến bên hồ. Trên mặt hồ có đúng 12 chiếc thuyền nhỏ. Trên mỗi chiếc thuyền đều có một chàng hoàng tử đang ngồi. Họ dường như đang đợi các công chúa đến. Mỗi công chúa bước lên một chiếc thuyền. Người lính cũng bước lên, ngồi cùng thuyền với công chúa Út. Các hoàng tử chèo thuyền đến bờ bên kia. Lúc này, hoàng tử chèo thuyền chở công chúa Út nói: "Hôm nay sao vậy nhỉ? Thuyền dường như nặng hơn bình thường. Ta đã chèo hết sức rồi mà vẫn không được nhanh như mọi khi." Công chúa Út nói: "Em cũng cảm thấy hơi chậm, có lẽ vì thời tiết nóng lên chăng?" Con thuyền nhỏ đưa các nàng công chúa đến cung điện xinh xắn. Bên trong vọng ra tiếng nhạc du dương, vui vẻ. Các công chúa và hoàng tử bước lên bờ, chạy vào bên trong và khiêu vũ. Họ cứ nhảy mãi, cho đến khi 3 giờ sáng. Giày của các công chúa đều đã mòn rách, họ mới vội vàng rời đi. Khi các công chúa bước đến cửa cầu thang, người lính đã nhanh chân chạy lên trước. Anh chạy vào phòng của mình, cởi áo và nằm trên giường như cũ. 12 công chúa vừa mệt vừa buồn ngủ đi ra khỏi tầng hầm và bước vào phòng. Sau khi nghe tiếng ngáy đều đều của người lính, họ mới yên tâm cởi váy áo và giày, nằm lên giường ngủ. Ngày hôm sau, người lính chẳng nói gì cả. Đợi tối đến, anh lại cùng các công chúa đến cung điện kỳ lạ đó. Buổi tối thứ hai, công chúa thứ hai đưa cho anh cốc rượu nho. Anh cũng lặng lẽ đổ đi, sau đó lại giả vờ ngủ. Đợi khi các công chúa xuất phát mới vội vàng mặc áo khoác tàng hình rồi đi theo sau họ. Đến tối thứ ba, người lính lại đi theo. Có điều, lần này anh đã ăn trộm một chiếc cốc vàng từ bữa tiệc. Còn các công chúa vẫn nhảy múa cho đến khi giày sườn rách mới lưu luyến trở về nhà ngủ. Ngày thứ tư, người lính mang 3 cành cây và chiếc cốc vàng đến trước mặt quốc vương. Các công chúa lặng lẽ trốn sau bức tường. Quốc vương hỏi: "Chàng trai, người đã nghe ngóng được điều gì vậy? Vào buổi tối, 12 con gái của ta đã đi khiêu vũ ở đâu?" Người lính đáp: "Họ nhảy múa ở trong một cung điện dưới hầm." Tiếp đó, anh đưa 3 cành cây và chiếc cốc vàng cho quốc vương. Quốc vương không tin, gọi 12 nàng công chúa đến. Các công chúa nhìn thấy 3 cành cây và chiếc cốc vàng, biết là bị phát hiện nên đành thừa nhận. Lần này, quốc vương thực hiện lời hứa của mình. Ngài hỏi người lính: "Người muốn lấy công chúa nào làm vợ?" Người lính đáp: "Thần hy vọng được lấy công chúa Út làm vợ mình, vì nàng là người thông minh nhất trong số các công chúa." Được sự chủ trì của quốc vương, người lính và công chúa Út tổ chức hôn lễ long trọng. Người lính cũng sẽ trở thành quốc vương trong tương lai. Câu chuyện đến đây là hết rồi. Các bé ơi, các bé thấy câu chuyện hôm nay có hay không nào? Hẹn gặp lại các bé ở những câu chuyện sau. Chúng mình sẽ cùng giở sách và phiêu lưu vào thế giới cổ tích kỳ ảo nữa nhé.